Dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đi qua địa bàn Đồng Nai có hai dự án phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng là dự án thành phần 1A và dự án thành phần 4. Cả hai dự án này đều đã khởi công từ lâu, song đến nay vẫn chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, do đó tiến độ đang rất chậm so với yêu cầu đề ra, ghi nhận của phóng viên thời sự. Dự án đường vành đai 3 giai đoạn 1A có tổng số 468 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 376 hộ có đất bị thu hồi và 89 hộ có tài sản trên đất và 3 diện tích đất công. Đến nay, huyện Nhân Trạch đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho tất cả các hộ dân với diện tích 49,3 ha. Về công tác chi trả tiền bồi thường, hiện đã chi trả cho 401 trên 468 hộ với số tiền hơn 468 tỷ đồng, đạt hơn 90%. Còn lại 67 hộ với diện tích 4,84 ha sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định. Đối với công tác bàn giao mặt bằng, đến nay huyện Nhân Trạch đã tạm bàn giao 38,6 ha trên 381 hộ, đạt hơn 78%. Đối với dự án vành đai 3, thành phần 4 có diện tích thu hồi khoảng 65 ha với 792 hộ. Tính đến cuối tháng 12 năm 2023, huyện Nhân Trạch đã phê duyệt đợt 1 cho 541 hộ với số tiền hơn 508 tỷ đồng. Các hộ còn lại sẽ tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường, trình phê duyệt theo quy định. Trong đó đã hoàn chỉnh hồ sơ, đủ điều kiện áp giá 198 hồ sơ. Số còn lại đang tiếp tục thẩm tra, xác nhận nguồn gốc đất. Cái đường vành đai 3 đến giờ này thì huyện đã bàn giao gần 80%. Thì dự kiến trong tháng 3 thì huyện sẽ bàn giao hết cái phần còn lại đối với cái phần 1A. Thì Ban Thường vụ của Nhân Trạch tập trung coi công trình này là một công trình trọng điểm, tập trung chỉ đạo xuyên suốt hàng tuần. Thì do đó thì hiện nay là huyện đang đẩy nhanh cái tiến độ. Lý giải việc chậm giải phóng mặt bằng, lãnh đạo huyện Nhân Trạch cho biết trong quá trình kiểm đếm bồi thường liên quan lịch sử đất đai phải xác minh nhiều lần, cơ chế chính sách cho việc bồi thường hỗ trợ tái định cư cho người dân trong dự án phải xin ý kiến nên chậm. Huyện Nhân Trạch cũng cam kết sẽ nỗ lực bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trong quý 1 năm 2024. Đến cuối tháng 3 sẽ bàn giao hết cái phần còn lại của cái đường vành đai 3 1A, và cái đường vành đai 3 thành phần 4 thì dự kiến là trong tháng 5 tháng 6 là sẽ tập trung vào công tác bồi thường và sẽ tiếp tục tiến hành bàn giao cho các đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công. Lãnh đạo huyện Nhân Trạch cũng cho biết các khu tái định cư phục vụ dự án vành đai 3 đều đã hoàn thành. Do đó, trong thời gian tới, huyện Nhân Trạch sẽ tăng tốc công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho đơn vị chủ đầu tư thuận lợi thi công dự án. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai, đối với dự án đường vành đai 3 giai đoạn 1, đến nay huyện Nhân Trạch đã xét tái định cư cho 465 hộ. Hiện nay đã có 195 hộ trên 195 suất nhận nền tại khu tái định cư Phú Hội, khu tái định cư Long Thọ và khu tái định cư Phước Thiền. Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao nền tái định cư cho 14 hộ trên 22 suất còn lại. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân các xã trên địa bàn huyện Nhân Trạch cũng đã tổ chức vận động hộ dân nhận tiền bồi thường bàn giao mặt bằng. Cụ thể, xã Long Tân đã vận động 21 hộ chưa nhận tiền bồi thường, trong đó 3 hộ chưa xác định chủ sử dụng, 6 hộ vắng chủ. Qua vận động, có 2 hộ đồng ý, 2 hộ không đồng ý nhận tiền và 8 hộ mời không đến. Tại xã Phú Thạnh đã vận động 71 hộ đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Hiện Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Nhân Trạch sẽ tổ chức vận động hộ dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Trường hợp hộ dân không đồng thuận trong tháng 3 năm 2024 này, huyện Nhân Trạch sẽ thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.